Khách hàng luôn luôn nói với nhà tốt rằng là anh phải mua nhà pháp lý chuẩn chỉnh thì anh mới mua, và tất cả mọi cái thì phải sổ sách chuẩn chỉnh, không có vi bằng thi. Ngọc Ánh xin chia sẻ với quý vị rằng từ trước đến nay Ngọc Ánh luôn luôn quay và review cho quý vị những cái căn nhà 100% sổ đỏ chuẩn chỉnh, và trong video này sẽ giới thiệu cho quý vị hai căn nhà diện tích rất là rộng mà giá rất là hợp lý tại thời điểm hiện tại. Với hai căn nhà này, vị trí của nó là thuộc Hà Đông, và với cái diện tích là từ 48 cho tới 50m², thiết kế sân cổng riêng, tường riêng, móng riêng, có duy nhất hai căn vừa mới hoàn thiện xong cơ bản. Và mời quý vị, Ngọc Ánh sẽ quay một trong hai căn này để gửi tới cho quý vị xem trước nhá. Nhà thì có vẫn còn một số cái hạng mục nữa chưa xong, tuy nhiên nếu như mà không quay thì nhà cũng sẽ bán rất là nhanh. Với cái căn nhà này, diện tích 48m², thiết kế 4 tầng, sân cổng riêng, thực tế cách với lại đường ô tô kia là ra tới đường ô tô. Và với cái căn nhà này, hướng nhà là hướng đông bắc, giá chào bán của ngôi nhà 2.500.000.000 quý vị nhá. Có sân cổng riêng thực tế đây, đó, phần để xe riêng. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá ngôi nhà diện tích rộng như thế này, thoáng trước thoáng sau ra sao. Phần Ngọc Ánh đang đứng là để xe, đồng thời chủ nhà có lắp cái phần thiết bị nước ở ngoài này cho quý vị này. Đó, phần để xe này thì được lát gạch đỏ riêng biệt, có hai căn thôi. Và với cái căn mà nhà này thì thiết kế sao nhỉ? Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào đây. Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Ngọc Ánh đang đứng là phần phòng khách của ngôi nhà, với xe cộ để hết ở bên ngoài kia rồi, thì đây cái phần phòng khách thiết kế rất chi là hợp lý. Đó, 2.500.000.000 bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị có nhu cầu diện tích rộng, giá rẻ, có hỗ trợ vay vốn, vị trí thuộc phường biên vị trí cái căn nhà này thuộc phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này gần với gì ạ? Gần với lại bến xe Nghĩa, gần với trục đường quốc lộ 6, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, đi theo trục đường Quang Trung, Nguyễn Trãi, hoặc là quý vị đi làm ở khu vực Chương Mỹ. Không khuyến khích khách hàng ở Long Biên hay là ở Hoàng Mai hay là ở tận ở bên trên Đống Đa, Hoàng Cầu, Cầu Giấy thì vị trí lại không quá thuận tiện. Cho nên tất cả những video Ngọc Ánh có quay review cho quý vị thì cũng luôn luôn nhắc đến là nó sẽ phù hợp với quý vị đi làm ở cung đường nào. Hoặc còn nếu như mà quý vị mua nhà có rất nhiều mục đích, ví dụ để ở này, để đầu tư lâu dài sau này cho con cái, thì quý vị có thể cân đối nhá. Đây là phần phòng khách tầng 1 của ngôi nhà, còn đây là phần phòng bếp quý vị nha. Thoáng trước thoáng sau, phần ở đằng sau lưng của ngôi nhà còn có khoảng tầm mấy chục phân đất lưu không nữa, thì là để chủ nhà mở cửa sổ ra để lấy ánh sáng rất là thoáng và tự nhiên vào trong không gian phòng từ các tầng 1, 2, 3 và 4 quý vị nha. Đây là phần không gian phòng bếp, đứng từ phòng bếp nhìn ra tới cửa chính kia rất là rộng. Với phần tủ bếp thiết kế hoàn thiện gần như là xong hết cho quý vị rồi. Tủ bếp này, rồi là xung quanh bếp là được đây, phụ kiện bếp này, chậu rửa, vòi rửa, hồ sơ điện nước riêng biệt xong hết rồi. Đó mọi người ạ, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, rồi là hồ sơ điện nước đều đã xong. 2.500.000.000 là quý vị cầm sổ đỏ về ở ngay. Còn nếu như căn nhà này quý vị sẽ hỏi rằng vay được ngân hàng tối đa bao nhiêu, thì với cái căn 2.500.000.000 này quý vị có thể vay ngân hàng tối đa khoảng tầm 1.5 tỷ cho tới 1.6 tỷ tiền ngân hàng quý vị nhé. Tại thời điểm này ngân hàng lãi suất đang rất là hợp lý, có 10% từ bên ngân hàng BIDV, rất là uy tín, không ở khách hàng nào cũng biết đúng không ạ. Đó, lãi suất cực kỳ là hợp lý tại thời điểm hiện tại, và cái giá bán nhà cũng vậy. Cho nên quý vị nào mà đang cân đối những cái căn nhà diện tích rộng mà giá rẻ thì đừng bỏ lỡ cái căn nhà này quý vị nhé. Phần tầng 1 của ngôi nhà đây thì sẽ thiết bị cho quý vị một cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm. Với cái căn nhà này thì nó còn khoảng tầm 20% cái phần lắp đặt với thiết bị vệ sinh nữa, và phần dọn dẹp nữa là xong. Nhưng tại thời điểm Ngọc Ánh cứ quay và review cho quý vị, nó có hơi ngổn ngang một chút thì cũng mong quý vị thông cảm nha. Và sau đây mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2, 3 và 4 của ngôi nhà nhé. Và quý vị ơi, với tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thì căn nhà này thiết kế cho quý vị tổng là 4 phòng ngủ lận. Phòng 2, tầng 2, 2 phòng, tầng 3, 3 phòng. Đây là phần tầng 2. Ngọc Ánh sẽ chỉ quay một tầng thôi cho quý vị nhá, bởi vì tầng 2, tầng 3 giống nhau, giống hệt nhau. Đây, cửa sổ thoáng trước, thoáng sau.
ống chờ, dây chờ áp, chờ điều hòa, hệ thống trần thạch cao. Cái màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng. Cửa thông phòng, các phòng thiết kế là cửa gỗ. Với cái nhà này thiết kế cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa, cho nên phòng ngủ hai bên. Phòng vệ sinh thì Ngọc Anh đã chia sẻ rồi, chưa lắp đặt. Tuy nhiên Ngọc Anh sẽ vào đây đứng cho mọi người nhá, thấy rằng rất là rộng. Đây, bồn cầu này, lavabo này, là còn lắp nữa là xong. Nói chung với cái nhà này thì chỉ còn 20% nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở được luôn. Đây, phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài. Căn nhà này hướng nhà là hướng đông bắc. Đấy, thiết kế có cái phần quan trọng nhất là nhiều khách hàng thích diện tích rộng, là thiết kế cái phần để xe quý vị rất là hợp lý, không phải dắt vào nhà, không có cát bụi bẩn vào phòng khách. Còn tất nhiên thì mỗi một cái căn nhà Ngọc Anh quay và review cho quý vị thì mỗi một khổ đất, mỗi một cái diện tích và mỗi một cái giá bán nó khác nhau, cho nên mọi người quan tâm và tìm hiểu về cái khu vực nhà đất thì cứ liên hệ trực tiếp với nhà Ngọc Ánh, nhà tốt, để có thể tư vấn cho quý vị chọn lựa được những căn nhà ưng ý nhất nhá. Và sau đây xin mời mọi người theo em lên khám phá tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhá. Với tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ. Tay vịn cầu thang đây quý vị nha. Rồi tầng 4 thiết kế như sau. Đây là khu vực để máy giặt riêng. Đây, sàn thoát nước, đầu chờ cấp nước cũng như là ổ điện đầy đủ. Và trên tầng 4 thiết kế cho quý vị một phòng thờ riêng. Đây, tương đối là rộng rãi, ánh sáng thoáng mát tự nhiên. Với ngôi nhà này xung quanh dân cư vô cùng đông đúc quý vị nhá. Vị trí của nó là thuộc phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giá bán 2 tỷ 500 triệu cho một ngôi nhà 48m2. Ngoài ra căn bên cạnh này thì giá đang nhỉnh hơn một chút, nhỉnh hơn 50 triệu bởi vì diện tích nó rộng hơn. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà quý vị nha. Đấy, nói chung Ngọc Anh đã review rất là cẩn thận, kỹ lưỡng từ tầng 1 cho lên tầng 4 để quý vị có thể tham khảo với cái căn nhà này thiết kế ra sao hợp lý. Đây là phần tầng 4 được lợp mái tôn. Ngoài ra thì đây là cái phần sân phơi rất là rộng rãi. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin thì liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt ngay để có thể tư vấn và lựa chọn cho mình được căn nhà ưng ý nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị đang theo dõi kênh ở những video tiếp theo.